Mẹ của Quyên là bây giờ vẫn ở Hóc Môn. À, mẹ của Quyên thì bây giờ về Hóc Môn ở rồi, không có còn ở trên Sài Gòn nữa. Ừ, coi như là cũng xa trung tâm rồi. Bác giờ này tình hình bác cũng sao? Mẹ yếu nhiều rồi, không còn như ngày xưa nữa. Tại cái lúc tôi qua là tôi mới có năm đó là mẹ cũng có 70 cũng còn khỏe, mà năm nay bắt đầu yếu lắm rồi. Năm năm đã qua thì giờ 75 tuổi. Thì bao lâu nữa thì mới gọi là có cơ hội gia đình đoàn tụ? Thì chắc khoảng tháng 4 đến tháng 5, nếu mà cầu trời của Phật cho mọi thứ mà nó suôn sẻ thì mẹ qua được thì quá tốt. Thật là khi bà qua rồi thì có mẹ có con nó đỡ mình cái cảnh mà mình về nhà một mình lụi thủi với con, nó buồn dã man. Hy vọng rằng là trong tương lai là gia đình của bạn sẽ được đoàn tụ với nhau. Cảm ơn bạn. Nãy giờ tôi mang mọi người thấy tôi đi mình không tới đúng không? Tôi có một món quà tặng bạn. Ồ, có quà luôn á hả? Không có ở đây. Nhưng mà tôi đã chuẩn bị trong tiệm của bạn. Ủa vậy hả? Đâu vậy? Ngày hôm nay Pastor đang có mặt tại California, tại Mỹ. Và nhân vật mà chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một chút nữa là một người vô cùng đẹp, vô cùng hấp dẫn. Bởi vì cô ta đã từng làm một siêu mẫu. Cô ấy là ai? Hãy theo chân Pastor mọi người nha. California, còn được người Việt gọi vắn tắt là Cali, là một tiểu bang ven biển phía Tây của Hoa Kỳ với dân số khoảng 38 triệu người và diện tích 410.000 km2. Hello, chào anh. Anh cần tư vấn gì không ạ? Ủa, em nói tiếng Việt hả? Dạ. Rồi, qua đây. Qua nước Mỹ tưởng gặp người Mỹ không? Ủa, làm sợ gần chết luôn. Dạ, hello. Ủa, biết anh luôn hả? Dạ biết chứ, có TV mà. Mừng quá trời. Anh vô đây là anh định tìm Ngọc Quyên. Coi như là người bạn là thân tình là mấy chục năm qua chưa gặp, cho nên tranh thủ khi qua Mỹ là phải ghé thăm. Dạ. Không biết là Ủa Quyên đâu. À, chị Quyên đi công chuyện sáng giờ, tiếp nữa là chị Quyên về. Vậy hả? Dạ. Thì anh có thể ngồi chơi chờ chị Quyên cũng được. À, ngồi chơi hả? Dạ. Anh tham quan, anh kiếm đồ, anh mua tặng vợ anh được không? Dạ được. Anh có cần tư vấn gì thì cứ nói với em nha. Ok. Dạ, rồi. Em đi ra mình phải làm cái búi giống như thời hồi xưa vậy đó. Rồi em nhắc Thái Lan rồi đó. Đúng là thật ra mình cũng có thể hiểu rằng là tại sao mà Quyên qua đây Quyên có thể dễ dàng sống là làm đúng về cái bộ môn mà mình thích á. Đó là bộ môn làm đẹp. Ở trong đây là ghế để nằm làm cái gì vậy em? Dạ, ghế trong đây là mình làm facial. Thế là một lần á là tiệm là chỉ có thể là làm được cho một khách thôi đúng không? Dạ, em nghĩ là. Còn nếu như mà ngày hôm nay anh muốn làm facial thì ai sẽ là người làm cái chuyện đó? Chị Quyên trực tiếp làm cho anh luôn. Tức là bình thường là khách Quyên vừa làm chủ vừa làm thợ luôn? Dạ. Chắc hôm nay phải thử trải nghiệm chứ. Dễ gì được siêu mẫu làm mặt cho mình đúng không? Trời đất ơi, đi đâu vậy? Hello em. Trời, tôi là tất bật từ Việt Nam đi sang thăm bạn. Xin giới thiệu quý vị khán giả, đây người mẫu Ngọc Quyên. Xin chào tất cả các bạn. Mới đi công việc xong tôi về. Mới đi công việc mà cặp nách luôn ổ bánh mì ta. Giờ slogan tôi luôn bạn. Slogan là sao? Tại vì là ăn bánh mì để tiết kiệm tiền đó. Ghê không? Ai cũng tự chết tôi nghe. Nhưng mà ở Việt Nam bình thường là mình ăn sáng làm sao mà qua đây mà mình cứ phải ăn sáng bánh mì? Không phải, tại bánh mì có ông địa đúng không? Xong rồi lấy từ ông địa cái ăn từ sáng tiền. Trời đất ơi, bà chủ về thì nói sao mà không giàu nổi đúng không? Nói vậy thôi, tại vì biết sao ăn nó tiện. Nhanh, lên xe vừa lái vừa ăn. Cho nên đỡ. Giới thiệu quý vị khán giả thì đây là một trong những người mà đồng nghiệp hồi xưa, bác tôi hồi xưa thời mà bác tôi còn là bụng sáu múi đẹp trai cao ráo đó, cũng đẹp trai cũng làm người mẫu đó, thì được diễn chung với lại Ngọc Quyên cũng đã từng một thời cùng nhau dắt tay nhau ở trên sàn diễn. Còn hôm nay thì rất là vui là bác tôi đến đây để thăm Quyên và cũng như là sẽ cho Quyên nhiều cái bất ngờ. Đừng có chơi tôi khúc cuối nhau đâu, bất ngờ gì đâu. Tôi ngày hôm nay là tôi chỉ mới hay tin được rằng là cái hôm nay tôi đi du lịch tới đây tới Cali
thì tôi được nghe ở đây có rất là nhiều những người cộng đồng Việt họ sống cùng ở đây, cho nên tôi muốn gõ cửa thăm từng người, và đặc biệt là người mười mấy năm không gặp thì bây giờ phải tranh thủ cơ hội. Thiệt sự là ngày hôm nay là định là cái gì biết không? Thứ nhất là vừa đi tìm cái đồ mua đồ gì đó dễ thương về tặng cho vợ, mua đồ mỹ phẩm làm đẹp gì đó, vợ qua đây du lịch luôn mà. Qua đây là cái gì cũng biết hết, sẵn bảo tiện là thăm bạn luôn, bạn là đẹp từ đầu đến chân đó, bảo đảm phục vụ là sẽ tốt vậy. Đó, có bà chủ như vậy thì nói chung là khách ở đây chắc chắn là ai đấy cũng là rất yên tâm với tay nghề của Quyên đúng không? Ừ, nhưng mà nói rồi nha, vô đây là tôi tư vấn hồi mua hết cái tiệm tôi ráng chịu à. Tại tôi là tư vấn rất có tâm phải không? Và nghe nói là hồi nãy có hỏi bạn Phụng á, là bạn vừa là chủ mà lại vừa là thợ luôn. Là coi như là khách tới đây mà muốn làm facial là bạn sẽ là người trực tiếp làm cho khách luôn. Thì ở đây là tôi là vừa làm chủ rồi vừa làm thợ luôn, vừa làm facial vừa bán luôn. Nói chung là để giảm cái tiền và chi phí đó. Nhưng mà thật ra bên này á thì những cái điều đó thì nó kỹ hơn. Tại vì thay vì để người khác làm thì tôi làm trực tiếp, thì tôi theo dõi khách cũng dễ hơn. Bây giờ thay vì vậy thôi, bây giờ nói để cho khán giả tin rằng là hôm nay siêu mẫu một thời bây giờ đã trở thành một bà chủ và cũng là một người thợ, thì bác Dô xin phép ngày hôm nay bác Dô sẽ trở thành khách để có thể qua không, buổi phải không? Là facial ở đây không có được. Tại vì thật ra là cái chỗ này là một cái chỗ mà để hồi trước tôi có làm facial ở đây. Nhưng mà bây giờ là cái tiệm của tôi nó ở trên tiếp rừng tôi là lận cách đây 1.5 tiếng, nên là thường là tôi phải chạy xe lên đó cuối tuần, để chạy xe đó 1.5 tiếng. Tôi làm xong 3 ngày cuối tuần là tôi chạy về đây. Nên là hơi cực. Vậy tức là mình có hai tiệm. Một nơi là bán mỹ phẩm không thôi, một nơi là tôi làm cho giống như làm facial, làm này làm kia. Thật sự để bản thân một người Việt Nam để qua Mỹ sinh sống nó phải bước qua rất là nhiều những cái khó khăn và gian nan, và đặc biệt là đối với một người phụ nữ. Trời ơi, không có ai biết hết chứ. Thật ra là tôi bắt đầu cái business này á là cũng được là chính xác là 4 năm, là những cái ngày đầu là lúc đó là Quyên mới sinh em bé xong á. Mới có 2 tháng, 3 tháng là tôi bắt đầu làm rồi. Thời điểm đó là chồng có là người san sẻ qua những cái công việc để đỡ đần cho mình hay không? Thật ra là Hiên cũng san sẻ cho mình, nhưng mà nói chung là mình vẫn là cái người chính á, tại vì mình phải cố gắng rất là nhiều. Hiên cũng có công việc của Hiên và mình có công việc của mình nữa. Từ tôi vừa coi con ở trong nhà rồi vừa ra gara đóng hàng cho khách. Và lúc đó bạn biết mới sinh xong mình yếu, có những cái thùng hàng đó mấy trăm ký là tự đẩy vô luôn á. Ê thôi giờ mệt quá, giờ qua kia ngồi kia đi được không? Tôi đi về cao gót, bạn hiểu không? Bỉnh điệu lắm. Những cái ngày đầu tiên mà Quyên đặt chân sang nước Mỹ thì cái cảm xúc đầu của mình là gì? Nói chung qua đây là thiên đường, là tao nói là bị sụp đổ chứ bộ. Tôi bị sốc bạn. Sốc đúng không? Sốc, tại vì thứ nhất đó là nó không có như mình nghĩ, bạn hiểu không? Có nghĩa là một tháng đầu khi mình mới qua thì cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng mới. Đúng là nước Mỹ là đây là bla bla bla. Đi tới đâu chụp hình cái gì cũng đẹp. Cái gì cũng bốc Facebook sống ảo, bạn hiểu không? Tôi sống ảo lắm. Tự nhiên cái hết một tháng hết chỗ chụp hình. Cái tự nhiên cái là mình thứ nhất là mình không có quốc tịch. Thứ hai mình không có lái xe. Không có lái xe là một cái cực kỳ bất tiện. Chồng cũ của tôi thì là cũng chồng của tôi cũng mua cho tôi một chiếc xe đạp. Xe đạp xong rồi đi qua lọc cọc rồi chạy đến cái chỗ này chỗ kia, nhưng nó cũng xa, bạn hiểu không? Nó cái đi cái xong rồi về cũng chán, cái xong rồi bị ở trong cái tình trạng là 4 góc tường. Có bị stress không? Bị stress rồi. Trời ơi, tôi chịu không nổi. Mà tại vì ở Việt Nam, thí dụ như mà ngày xưa Việt Nam mình không có làm gì, hay là mình dưới quê, hay là mình không có gì, mình có một cái mục tiêu là qua đây mình sẽ đổi đời, thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà còn đó, tại vì ở Việt Nam tôi quá ác tiệt. Mà Việt Nam cách cái đời sống của tôi lúc đó, thật ra mình nói là mình high class là cũng đúng. Tại vì thứ nhất là mình có tài xế, mình có nhà, mình có sự nghiệp, rồi đi đâu cũng có người đón kẻ đưa. Rồi xong rồi thảm đỏ rồi này kia là những cái the best nhất, giống như Hollywood vậy đó. Đúng rồi. Đó, cái tự nhiên cái mình qua đây cái mình trở nên mình mất hết. Mình không còn một cái gì hết, thì mình bị sụp. Một tháng đầu tôi ok, mà lúc đó nói chung cũng thật là tội nghiệp ông xã lắm, là lúc đầu là cũng thấy mình như vậy rồi cũng không biết phải làm sao. Tại vì thật ra cũng khó trách người ta lắm, tại vì không có ai biết được Him lại là cái người sinh ở đây, nên là Him sẽ không có cái feeling của cái người mới qua họ sẽ cần cái gì. Mà lúc đó cái điều đầu tiên tôi chỉ muốn có việc thôi. Em tôi nghĩ là khi mà đã làm nghệ thuật ở Việt Nam, để đã có được cái hào quang ở Việt Nam mà bước sang đây, mình phải chấp nhận một cái câu quen thuộc của người Việt, đó chính là học buông bỏ. Buông một cái mà tôi buông hết bạn. Tại vì lúc đó tự nhiên mình lại đang đỉnh cao, mình có show chậu tự nhiên. Tại vì lúc mà tôi lấy chồng á là vừa cái lúc đám cưới thôi, là tự nhiên là phim gọi rất là nhiều, mà quảng cáo hợp đồng còn đang dính với mọi người nữa kìa, chứ chưa kịp kết thúc hợp đồng luôn. Xong rồi cũng phải năn nỉ họ, nói thôi tại bây giờ em lấy chồng thì cái khả năng em về Việt Nam rất là ít. Tại vì em đã xác định là nên là
tôi phải đền hay mấy cái hợp đồng để tôi đi. Thì khi mà tôi đi qua đây á, thì mình quay lại không được nữa. Tại vì tôi đã kiểu như khi mình thông báo với báo chí là mình gần như mình xa đầu kia thì mình không thể nào comeback. Tại vì tôi không có thích nói hai lời nó kỳ lắm bạn hiểu không? Thế là tôi cũng ngậm đắng nuốt cay. Trời thiệt, lúc đó mình ngậm đắng nuốt cay mà nói trời ơi mình nhớ nhà quá. Nhớ bạn bè rồi nhìn trên Facebook lại càng nhớ thêm. Hiện tại rằng là bản thân Quyền bây giờ cũng đã ổn định hết rồi. Có nhà, cửa, có xe, đủ mọi thứ để có thể đáp ứng điều kiện rằng là sinh sống ở nước Mỹ. Thì thật ra là bây giờ là quan trọng nhất bên này là mình phải có công việc. Rồi cái thứ hai là cái nguồn tài chính của mình vô nó cũng ổn định rồi. Sắp xếp thời gian của cuộc sống của mình thôi. Nên là nhiều người cũng hỏi tôi ủa xong về Việt Nam chơi, nói dạ giờ tại em tập trung. Tại vì sau 5 năm khi mình ổn định tập trung thì là cái thời gian này là cái thời gian mà mình phải đẩy mình nhanh nhất có thể để cho mình có một cái gì đó đã rồi thì mình mới come back hay là mình muốn đi chơi, mình mới thư giãn kiểu gì cũng được. Nói vô thì lần đầu tiên được qua Mỹ thì chắc là hôm nay nhờ Quyên có thể chở với tôi đi một vòng tham quan ở đây được không? Ok, để tôi chở bạn đi vòng vòng. Thôi dẫn đi bộ chiếc đi nha. Ok. Vòng đây nha, tôi mới qua đây tôi mất cụ lắm bạn. Tôi nhìn cái khu này cái sau tôi bị hụt hẫng chút hộn. Tại vì bạn hiểu không, nó bình thường quá không? Nó không có như mình nghĩ. Tại tôi nghĩ là, tại vì tôi cũng đi nước ngoài nhiều đấy. Nghĩ là Mỹ là phải building hay là mà building nó là phải là ở New York nhưng mà thật ra không, thật ra nó cũng có nhưng mà tại vì cái khu này là cái khu người Hàn Quốc và khu người Việt thì thật ra cái cuộc sống này nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà giống như nè bạn thấy này là cái khu này nó bình thường lắm, nhà nó nhỏ nhà lúc nào cũng thấp hết rồi nó bình thường thôi. Thì khi mà mới qua tôi cũng hụt hẫng ấy. Tại tôi nhớ là anh Tâm Đà Lạt anh dẫn đi qua đi chơi là lần đầu tiên qua tôi cũng hỏi khách sạn này nè là cái chỗ giờ tôi làm luôn đó. Cái từ qua cái tôi nói anh ơi hay là mình ở đây một vài ngày mình về, tôi thấy chán quá bạn hiểu không, tôi không có cái gì làm hết, hay mình ở một vài ngày rồi mình đi về đi chứ em cảm thấy nó không giống nước Mỹ lắm á. Thế xong rồi họ cái anh ấy không, để mai tao dẫn mày đi thì anh dẫn tôi đi qua cái chỗ khu Mỹ thì tôi qua đó mới đúng là kiểu của Mỹ bạn hiểu không, có nghĩa là nó sang, nhà hàng sang trọng rồi khu trung tâm mua sắm thì kiểu nó trời ơi đúng là Mỹ nè anh. Trời ơi anh dẫn em đi gặp cái khu gì vậy. Nhưng mà thật sự nếu như mà mình lại ra khu Mỹ mình với cái khoản tiền mà mình mang theo á, nó không có đủ đáp ứng. Vấn đề nó không phải đủ đáp ứng bạn hiểu không, mà là khi mà tôi ở đây rồi á, khi ở 5 năm tôi mới thấy khu này là the best. Tại vì sao, thứ nhất là cái khu này có rất là nhiều nhà hàng đồ người Anh Việt. Mà đi qua cái khu Mỹ, tại vì tôi có một cái tiệm ở trên Ventura là Mỹ bạn không, cảm giác ngứa đồ ăn Việt. Tại vì nó nằm trong máu mình rồi bạn, mình không thể nào sống ở khu nào mà tại sao mình không lựa chọn là mình ở trên đó cho nó không có tiện bạn, đi quá xa. Nói chung bạn thấy không, tôi chạy lên đó mà tôi cũng mệt lắm. Tại vì đó là công việc thôi. Nhưng mà thật sự ở đây á, tuy là biết là cái thứ nhất là cái mướn nhà hay tất cả mọi thứ nó cũng easy hơn, nó mềm hơn. Cái thứ hai nữa là ở người Việt, bạn được nói tiếng Việt, bạn được ăn món Việt, nó giống như là cái quê nhà của mình, nên là nó tiện hơn. Thôi ta về Việt Nam đi cho nó khỏe. Tôi không được, giờ tôi có con rồi bạn, tôi đâu về được nữa đâu. Nhưng mà bây giờ con bây giờ là 4 tuổi. Thì bây giờ Quyên là một mình phải nuôi. Không, bây giờ tôi là 50-50, chồng tôi là ảnh nuôi một tuần, tôi nuôi một tuần. Nên đó là lý do mà tôi không về Việt Nam được. Với hiện trạng của Quyên, coi như là nếu như mà Quyên muốn quay trở về Việt Nam mà thăm gia đình, thăm bạn bè thì điều đó nó có được hay không? Một mình đi thì không sao hết. Nhưng mà với con đó là mình phải đồng ý của chồng. Nhưng mà với lại nó cũng khó nhiều việc đó, nên là thường là mẹ Quyên qua đây thăm. Nếu vậy là tất tần tật đều là mẹ phải qua. Vậy hàng năm mẹ đều qua hay sao? Lâu lâu thì Quyên cũng về, nhưng mà tại vì Quyên muốn đó, Quyên có nói mẹ là thôi mẹ cho con cái thời gian để con làm việc nó ổn định cái cuộc sống bên này đã đó. Tại vì bây giờ con mình vẫn là cái cuộc sống của mình, nó có hai cái, với tôi là nó có hai cái quan trọng duy nhất, đó là công việc và con cái, nên là tôi phải được để cái gì nó lên đầu tiên trước. Thì bây giờ bạn thấy cái tiệm tôi vậy á, rồi tôi về đâu ai coi đâu. Khi không được ở gần để phụng dưỡng mẹ thì Quyên cảm thấy sao? Trời ơi, tôi khóc hoài cái việc này, giống như là mình cảm thấy mình bất hiếu á, hiểu không? Tại vì mẹ của tôi á lại lớn tuổi mà biết không, bảy mấy tuổi mà phải bay một cái đoạn đường 20-mấy tiếng qua thăm con. Nhưng mà bây giờ biết sao, nó khó quá rồi. Cái xong rồi mình cũng nói thôi mẹ ráng là để con cũng lo cái giấy tờ cho nó xong á, rồi xong rồi con sẽ bảo lãnh mẹ qua.
các bạn biết không, nó cũng khó khăn nhiều thứ đủ. Nhưng mà bây giờ là chỉ còn một mình mẹ của bạn ở Việt Nam thôi. À, mẹ với anh trai nói chung là thật ra có mình tôi bên Mỹ mà. Không, nhưng mà khí hậu ở đây, khí hậu ở đây rất tốt Quyền. Khí hậu ở đây rất California tốt. California là một trong những cái thành phố mà ta nói là mắc nhất, cái state mắc nhất đó. Mua đất đai đây cũng mắc nữa, tại vì cái khí hậu bạn thấy không, nó giống như Đà Lạt mà nó không quá lạnh. Người Việt á, khi người ta thường nói là người Việt qua đây á, à, làm ở tiểu bang lạnh một thời gian ai cũng chuyển về đây sống á, người ta mua đất mua nhà đây để sống á. Như vậy là bây giờ cuộc sống hàng ngày của Quyên mà tương đối ổn định rồi, vậy thì hàng ngày cái lịch trình hàng ngày của Quyên như thế nào? À, lịch trình hàng ngày thì sáng nào tôi cũng dậy xong rồi bắt đầu cho con đi học. Dậy trước. Từ mấy giờ? Tôi thường dậy 7 giờ. 7 giờ xong rồi lách ca lách cách, nếu mà ngày nào có con thì lách ca lách cách lo cho con trước. Lo cho con xong đến trường thì nhóc nó học lên sau lưng tiệm đây nè. Drop xuống trường xong rồi chạy về tiệm làm bill sổ sách cho nhân viên chạy hàng đi. Xong rồi livestream gì thì livestream, xong rồi đón con về 5 giờ là Quyên không làm gì nữa. Quyên về chăm con, tắm rửa, lo chằn nhỏ là buổi tối. Như vậy là hết ngày luôn. Vậy thời gian nào cho cá nhân mình? Thường là không có cá nhân. Tôi không có thời gian cho cá nhân, cũng ít đi chơi. Nói chung là từ ngày có con nhỏ xong là Quyên không có đi chơi nữa. Chỉ có công việc, tập trung công việc, làm việc rồi cũng ít gặp bạn bè hơn. Tôi không có như mọi người là... Mà ở Việt Nam, ở Mỹ này thì Quyên có nhiều bạn bè không? Hồi trước mới qua nhiều lắm, nhưng mà về sau này ai cũng có công có việc hết. Và bản thân mình cũng là cái người bận rộn rồi phải làm những cái công việc nữa, nên là mình cũng hạn chế đi. Tại vì mỗi lần mình đi á, xong rồi về lại những cái việc khác nó đùn. Nhưng mà bây giờ ví dụ những cái tuần nào tôi không có thì tôi đi được. Hoặc là đi lâu, đi ra để xả stress một chút. Tuần lễ mà không có con là cái tuần lễ khỏe đúng không? Ờ, nó đỡ hơn chút. Có nghĩa là buổi tối là mình có thể là mình đi chơi chút xíu cũng được. Không thôi thì ở nhà đắp mình nạ chăm sóc sách đẹp. Mẹ của Quyên là bây giờ vẫn ở Hóc Môn á? Ờ, mẹ của Quyên thì bây giờ về Hóc Môn ở rồi, không có còn ở trên Sài Gòn nữa. Ừ, coi như là cũng xa trung tâm rồi. Bác giờ này tình hình bác cũng sao? Mẹ yếu nhiều rồi, không còn như ngày xưa nữa. Tại cái lúc tôi qua là tôi mới có năm đó là mẹ cũng có 70 cũng còn khỏe, mà năm nay bắt đầu yếu lắm rồi. 5 năm đi qua thì giờ 75 tuổi. Thì bao lâu nữa thì mới gọi là có cơ hội gia đình đoàn tụ? Thì chắc khoảng tháng 4 đến tháng 5, nếu mà cầu trời của Phật cho mọi thứ mà nó suôn sẻ thì mẹ qua được thì quá tốt. Thật ra khi bà qua rồi thì có mẹ có con nó đỡ mình cái cảnh mà mình về nhà một mình lụi thủi với con, nó buồn dã man. Hy vọng rằng là trong tương lai là gia đình của bạn sẽ được đoàn tụ với nhau. Cảm ơn bạn. Nãy giờ tôi mang, mọi người thấy tôi đi mình không tới đúng không? Tôi có một món quà tặng bạn. Ồ, có quà luôn á hả? Không có ở đây. Ôi, nhưng mà tôi đã chuẩn bị ở trong tiệm của bạn. Trời vậy hả? Đâu vậy? À, tôi tặng bạn cái laptop. Trời thiệt gốc. Bạn vô trong đó đi, bạn coi đi. Bạn xạo tôi quá. Cái laptop màu sắc này có nhiều cái sticker này, có phải của bạn không? Không, con bé kia phải không? À, không phải à nha, con bé kia nó không phải. Đây sẽ là một món quà của... Ôi, bà đừng nói cho tôi nha, chụp cái đáp bồ đó. Cái này tôi bán được. Bớt cơm gạo lại chút xíu. Mình dù sao mình vẫn cũng là, ngày xưa mình cũng là siêu mẫu. Mình cũng là mặt mình này trên trời. Chứ không phải bây giờ, giờ cứ nhìn thấy đồ cái là nghĩ tới bán, nhìn thấy đồ là bán. Nhưng mà bây giờ nghiêm túc. Đây, hả? Tôi sẽ không tặng bạn cái laptop, nhưng tôi tặng bạn một cái video ở trong cái laptop này. Và đó là một món quà mà tôi nghĩ là một cái món quà tinh thần ý nghĩa đối với Quyền. Mời bạn bấm lại. Tôi không biết bạn ơi, nói vậy chứ chúng sang công nghệ thông tin lắm, tận nghiệp nha. Thì cô cũng đi chợ nấu ăn rồi làm công chuyện dọn dẹp trong nhà thôi. Nhưng mà nhớ nhất là về ban đêm, trước khi đi ngủ hoặc là nhiều khi nửa đêm cô giật mình, cô tỉnh dậy, cô nhớ tới con gái, cô lại lấy cái iPad ra. Cô mở FaceTime ra, rồi FaceTime là hai mẹ con nhìn thấy mặt nhau vậy đó. Thì nói chuyện này kia cho nó đỡ nhớ vậy đó. Nhớ lắm chứ, nhiều lúc là cô nhớ quay quắt lắm. Ngoài công việc làm xong là lúc nào chỉ nhớ đến Quyên không à. Nhưng mà bây giờ thì không gọi được nhiều, tại giờ Quyên công việc nhiều quá mà Quyên lại còn mắc con nhỏ nữa. Đây là món cá kho tộ, cá bông lau kho tộ. Món này Quyên thích lắm.
Quyên qua Mỹ tất cả là 5 năm rồi. Qua đó là lúc mà Quyên chuẩn bị để làm đám cưới đó, thì cô cũng đi qua nó để theo Quyên, để qua nó lo đám cưới cho Quyên. Lo xong đám cưới thì cô về. Thời gian đầu chỉ có đi học với lại đi chăm sóc làm công việc trong nhà thôi. Nhưng mà sau đó Quyên thấy Quyên buồn quá. Tại vì làm trong showbiz nó vui nhộn nhịp, để giờ về là cứ tối ngày trong nhà cơm nước không mà đâu có chịu nổi. Thế Quyên phải đi kiếm chỗ để đi làm. Thời gian đầu Quyên đi thì cô nhớ da nhiết vậy đó. Cô nhớ ghê lắm, tại vì Quyên hồi ở Việt Nam là mẹ con, mẹ đâu là con đó, không lúc nào mà Quyên rời cô hết. Quyên đi diễn đi đâu cô cũng đi theo hết, nên là mẹ con sát cánh nhau nhiều quá rồi. Bây giờ tự nhiên đùng một cái Quyên đi, nó thay đổi một cái cuộc sống mà thấy thay đổi hoàn toàn như vậy, cô buồn lắm. Khi mà Quyên cứ kết hôn đó thì cô cũng lo lắm. Cô lo là cô cũng phải ở bên đây Việt Nam, cô cứ gọi điện, cô nhắc nhở Quyên như thế nào, phải làm những gì này kia đó. À, đúng bổn phận người vợ này kia thì nói cho ngay cô cũng phải thường xuyên gặp Quyên, nói chuyện với cô Quyên qua điện thoại, qua vi tính, qua mạng này kia đó, rồi nhắc nhở Quyên. Thì hàng ngày mình gặp con gái qua hình ảnh như vậy cũng đỡ buồn lắm chứ cháu. Quyên nó có một cái tánh là khi nó bước vô một cái lĩnh vực gì là bắt đầu nó đam mê ghê lắm, nó sống hết mình luôn. Nhiều lúc mà thấy con mà đi làm mà cực cái này kia cô cũng xót xa lắm, cô cũng nhắc nhở. Cho đến bây giờ cũng vậy, mỗi lần mà Quyên mà cứ bắt đầu làm thêm một cái lĩnh vực gì mới là cô cứ phải nhắc nhở. Cô bảo sức khỏe là trên hết, chứ cô cũng không có muốn là Quyên làm cho nhiều tiền quá để làm cái gì. Cô cũng không ngờ là đi cái trong cuộc hôn nhân của cô Quyên đó, thì lúc qua thì cô cũng hy vọng nhiều lắm. Nhưng mà ban đầu thì sống cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà về sau thì càng ngày thì cô thấy nó có nhiều cái nó không được phù hợp với nhau đó. Cô cũng buồn, chứ ai mà cũng muốn cho con mình nó được hạnh phúc và viên mãn, nhưng mà xảy ra chuyện như vậy cô buồn lắm chứ, nhưng mà giờ biết làm sao được. Nhưng mà bù lại thì cô thấy là tuy là hôn nhân đổ vỡ thì Quyên cũng buồn mà cô cũng buồn, nhưng mà bù lại là cái công việc của Quyên làm nó phát triển. Rồi vì cái công việc nó phát triển cho nên nó không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Mới lại có một đứa con rồi đó, rồi nó thương con nó quá đi, rồi nó chỉ lúc nào cũng chỉ chăm bẵm cho con, rồi có thời gian nữa đâu mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Nó cũng, cái đứa con nó là một cái niềm vui đối với nó vậy. Cô cũng hay động viên Quyên lắm. Và cái thời điểm này thì Quyên nó cũng chững chạc lắm rồi. Lúc trước thì còn trẻ thì cô còn lo, chứ bây giờ là nó có suy nghĩ của nó, cô thấy nó cũng chững chạc lắm. Nhiều cái nó suy nghĩ chín chắn lắm, thành ra cô cũng bớt lo. Sắp tới là cô cũng chuẩn bị để cô vài tháng nữa cô chuẩn bị xong rồi cô cũng lại qua tiếp tục cô qua thăm cháu với thăm Quyên. Trời ơi, bạn làm tôi bất ngờ quá. Nói chung á, mấy cái này là mẹ tôi cũng hay nấu cho tôi, mà hôm bữa cách đây cũng Tết bà qua bà nấu xong bà đọ cho keo để em tự lạnh, chứ nào lâu mở mai thì quay ăn. Nói chung là biết thì sao vậy, đời mình mà nó cứ đi đâu thì mình đi thôi. Quyên ơi, mẹ có những lời muốn nhắn nhủ với con là con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, cần nhất tinh thần, phải cho nó lúc nào cũng được, phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ tinh thần, nó phải sáng suốt thì nó mới khỏe mạnh được, để mà còn có sức khỏe mà lo cho con với lo công việc nữa. Mẹ không mong gì hơn là mẹ thấy con được khỏe mạnh với cháu của mẹ được khỏe mạnh là mẹ mừng lắm. Còn mẹ thì bây giờ thì mẹ cũng ổn thôi, đâu có gì đâu, con đừng có lo gì cho mẹ nhiều. Mẹ lúc nào cũng muốn ở bên con hết. Mẹ rất là yêu con và yêu cháu. Con là một cái động lực lớn cho mẹ. Chắc hẳn là tất cả ở đây ai mà coi cũng đều sẽ rất là xúc động. Bản thân với tôi là nguyên một đêm qua bắt đầu coi đi coi lại 3 lần để bắt đầu make sure được rằng là video clip này nó sẽ truyền đại đầy đủ thông tin
những gì mà giữa hai mẹ con các bạn muốn dành cho nhau. Nói chung là cảm ơn bác Show rất là nhiều, cũng như là cảm ơn chương trình rất là nhiều cho Quyên cái món cà rất là đặc biệt. Thì thật ra đến giờ thì giống như mẹ Quyên nói thì Quyên cũng phải mạnh mẽ thôi, cũng chẳng có gì hơn ngoài cái việc mình phải cứ vượt qua những gì mình đang trải qua. Quyên nghĩ rằng á, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn. Mẹ lúc nào cũng muốn ở bên con hết. Mẹ rất là yêu con và yêu cháu. Con là một cái động lực lớn cho mẹ. Thôi thì ngày hôm nay là Quyên cũng cảm ơn bác Show rất là nhiều đến thăm Quyên rồi cho Quyên món quà đặc biệt tiết cho Tư Linh nữa. Thì giờ Tư Linh cái, cái món quà này tôi đã tặng bạn này chắc chắn nó sẽ thuộc về bạn. Cái laptop không phải của tôi, của anh quay phim. Cho nên là chúng ta vừa trải qua một cái giây phút là rất là lắng động cùng với nhau, cũng cho thấy được rằng là những cuộc sống mà Quyên đã trải qua suốt hơn 5 năm ở Mỹ nó khó khăn như thế nào. Và cũng cảm ơn chương trình luôn luôn đồng hành cùng với cộng đồng người Việt tại nước ngoài để hiểu được rằng những cái nỗi lòng, những cái sự khó khăn mà tất cả mọi người đã trải qua như thế nào. Người Việt đang ở tại đất Mỹ thì cũng sẽ có cơ hội sẽ gọi là giao thương để cho công việc cũng như cuộc sống của chúng ta càng ngày càng nâng cấp hơn đi nha. Qua đây thì Quyên nghĩ rằng là mọi người sẽ hiểu hơn về cuộc sống tại Mỹ, và mình cũng hiểu hơn là những cái nỗi lòng của những người mà xa quê. Chương trình có thể là đến với nhiều nghệ sĩ hơn và cũng như là rất là nhiều người Việt Nam ở Mỹ, thì mọi người sẽ biết rằng là cuộc sống của những người tha hương như Quyên cũng như mọi người ở đây như thế nào nhé.